nay tụi này vô quán ăn buổi tối ngày hôm nay, và quán này có món ăn rất là ngon. Mình gọi menu làm có 3 phần, ăn khai vị, bữa ăn chính và dessert. Thì mình đã xong khai vị rồi, mình ăn tôm, dĩa tôm rất là ngon, và ông xã mình ăn trứng luộc salad với mayonnaise. Mình ở đây mình nói cho quý vị coi nè, ở đây gà này là làm tại nhà, không phải là gà làm gà mua. Đó, nó gà lăn bột tại nhà, và khoai tây cũng giống nhau. Nhìn khoai tây nè, khoai cũng rất ngon ha. Đây là khoai tây chiên và gà lăn bột làm tại nhà, chứ không phải là đồ bán trong nhà máy, nên nhìn thấy rõ ràng là rất là ngon và khác với đồ nhà máy. Và bên Pháp thì họ ăn cơm, họ món gì họ đều có một cái rổ bánh mì hết. Nó để cho mình hai cái rổ bánh mì để ăn kèm với. Người Pháp họ ăn bánh mì giống như mình ăn cơm á, là lúc nào cũng phải có bánh mì ở cái bàn hết nha. Đối với người Pháp thì cơm họ coi giống như là một cái đồ ăn kèm với cá hay với thịt, nhưng mà họ vẫn có bánh mì ăn kèm với cơm nữa, vậy mới là Leo ngon không? Leo ngon không con? Ngon quá. Đây là món ăn của mình đây, fish and fish, cá chiên lăn bột và khoai tây. Ê, ông xã đây ăn món gì đây? Con lép con té phạt rồi. Bò khoai tây rán với lại rau bên cạnh. Quá trời đây. Nhìn cái đèn đường ở này giống thành phố Nha Trang buổi tối đi dọc biển ghê không? Những con đường, ánh đèn, thành phố biển. Sau khi ăn rồi thì đi bộ về nhà. Đây là con đường đi về nhà đây. Vô là vạch là liềm nhé, xa up và là liềm nhẹ. Này đổi màu không? Này sẽ đông gấp 3, gấp 4 lần lượng người ở đây. Nhưng mùa xuân ít hơn.